Tại sao du học sinh Việt Nam khi học xong lại không muốn về nước? Du học là một ước mơ lớn của giới trẻ Việt Nam từ xưa tới nay, nhưng đa số các du học sinh khi có cơ hội du học ở nước ngoài sẽ chọn con đường ở lại. Đây là vấn đề nạn chảy máu chất xám và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế và chính trị xã hội tại Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 10, tờ báo Vietnam Express đưa tin khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước. Bản tin cho biết theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, có khoảng 78% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi học xong với lý do vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt. Một trong những cuộc thi vinh danh nhiều nhân tài như đường lên đỉnh Olympia Việt Nam, nhưng thường được gọi trạch đi là đường lên đỉnh Olympia cho nước Úc. Vì cho đến nay, trong số các nhà vô địch Olympia được du học ở nước Úc, chỉ có 3 nhà vô địch chịu trở về Việt Nam. Trường hợp nam sinh viên nổi tiếng Chu Ngọc Quang Vinh, người tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia đã công khai tuyên bố như sau: mục tiêu của em là tìm mọi cách sau này được sống ở nước ngoài. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 7 năm 2024, có khoảng 37.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại đây, xếp ở vị trí thứ 5 trong số sinh viên quốc tế du học tại Úc. Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa trước đây đã từng đặt câu hỏi tại nghị trường Quốc hội về việc vì sao đa số sinh viên Việt Nam đi du học và chọn con đường ở lại. Ông Hòa cũng dẫn chứng việc các học sinh nhận được học bổng sang Úc du học từ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và đa số trong số họ không quay về nước sau khi kết thúc chương trình này. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn chưa tìm được câu trả lời cho công luận. Qua tìm hiểu, phóng viên nhận thấy nhiều sinh viên Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình ở nước ngoài quyết định không trở về nước vì một số lý do như sau. Ở các nước phát triển, cơ hội làm việc và mức thu nhập cao hơn đáng kể so với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như công nghệ thông tin, y tế, tài chính và nghiên cứu khoa học. Ở lại làm việc cho các quốc gia phát triển không chỉ giúp cho họ có nguồn thu nhập cao mà có cơ hội để học hỏi và phát triển khả năng, kỹ năng chuyên môn trong môi trường quốc tế. Nhiều du học sinh cho rằng các quốc gia phát triển có điều kiện làm việc và cơ sở vật chất, văn hóa, công sở tốt hơn, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân. Ở tại nước ngoài, họ có cơ hội phát triển sự nghiệp ổn định hơn và các chính sách đãi ngộ, phúc lợi tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều. Các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc hay nhiều nước châu Âu có các chính sách định cư hấp dẫn, cho phép sinh viên nước ngoài sau khi học xong có thể ở lại làm việc và nộp đơn xin thẻ cư trú. Quyền lợi này giúp cho các học sinh có cơ hội trở thành công dân hoặc cư dân lâu dài, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, một số vấn đề hấp dẫn và thu hút học sinh sinh viên Việt Nam muốn ở lại đó là dịch vụ công sở như hạ tầng, dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi môi trường sống tốt hơn rất nhiều cho gia đình của họ. Sau một thời gian sống học tập ở nước ngoài nhiều năm, nhiều du học sinh đã quen với văn hóa, lối sống và xã hội nước sở tại. Việc quay trở lại Việt Nam có thể gây khó khăn, trong khi ở lại nước ngoài có thể giúp họ duy trì lối sống mà họ cảm thấy phù hợp. Người Việt Nam có câu đất lành chìm đậu, và có người ta cũng đâu cũng vậy. Ở đâu có môi trường sống tốt, an toàn và bình yên, mọi người sẽ chủ động tìm đến để nương náu, sinh sống. Hy vọng đây là câu trả lời của Thời báo chấm đê trong Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để hiểu ra các giải pháp thiết thực. Cựu Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam, sự thật hay tin đồn? Trái ngược với thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thư ký Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã được xem xét cho nghỉ hưu sớm, theo nguyện vọng ở tuổi 59. Thông báo của kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã xác định những vi phạm, khuyết điểm của ông Cường xảy ra trong thời gian ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn tháng 7 năm 2019. Cho đến tháng 5 năm 2021. Trong thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng. Theo đó, ông Bùi Văn Cường đã vi phạm quy định trong việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, cũng như trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, không có khả năng thu hồi, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật. Được biết, gói thầu số 3 khởi công vào ngày 9 tháng 12 năm 21 có liên quan đến tập đoàn Thuận An, và cho dù ông Bùi Văn Cường đã rời ghế Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trước ngày khởi công, nhưng giai đoạn đấu thầu, chấm thầu và công bố kết quả trước đó đều do ông Bùi Văn Cường trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy quyết định. Mới đây nhất, trên mạng xã hội có tin đồn
ông Bùi Văn Cường đã chính thức bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên hiện nay ông Cường vẫn là ủy viên Trung ương Đảng nên không thể công bố chính thức mà cần chờ thủ tục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành miễn nhiệm trong hội nghị bất thường sắp tới. Theo giới thạo tin, với những diễn biến mới nhất kể trên, có thể khẳng định sự nghiệp chính trị của Bùi Văn Cường coi như đã chính thức hạ màn. Sinh năm 1965, hiện ông Cường 59 tuổi. Nếu so với các lãnh đạo chủ chốt hiện nay, thì ông Cường còn khá trẻ mà vẫn có thể tiếp tục thăng tiến trong tương lai. Ông Bùi Văn Cường bị mất chức có liên quan đến cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, và vụ việc nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An. Đó là vụ trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 4 năm 2024. Trợ lý Phạm Thái Hà đã nhận một khoản tiền hối lộ lên đến 2,2 ngàn tỷ đồng, tức là khoảng 80 triệu đô la từ tập đoàn Thuận An. Vụ ông Phạm Thái Hà bị Bộ Công an khởi tố bắt giam được cho là đã dẫn tới việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không công bố rõ ràng Chủ tịch Huệ bị thôi chức vì lý do gì. Thời điểm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Phạm Thái Hà bị bắt, khi đó ông Bùi Văn Cường đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Tổng thư ký Quốc hội. Nếu xét về quan hệ trong công việc, thì ông Bùi Văn Cường cũng là lãnh đạo trực tiếp của ông Phạm Thái Hà. Được biết, sự thăng tiến thần tốc và nhanh chóng của ông Bùi Văn Cường được cho là có bàn tay giúp sức tích cực của ông Vương Đình Huệ, một nhân vật thân cận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ đã từng là ứng viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư và là người kế nhiệm được ông Trọng chỉ định. Dù với những sai phạm lớn vừa kể trên, nhưng không hiểu vì lý do gì, cựu Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn có thể kéo dài và kéo Bùi Văn Cường về Quốc hội để giữ các chức trách lớn như chức Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa 15. Tình trạng buôn bán sử dụng chất cấm trong ngành công an, ai phải chịu trách nhiệm đây? Lâu nay, công luận hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam. Thậm chí một số không nhỏ người dân đã khẳng định ngành công an là một tổ chức tội phạm có giấy phép. Tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng buôn bán chất cấm, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Cụ thể, tháng 4 năm 2024, Công an Hải Phòng tước danh hiệu Công an Nhân dân với hai nữ cán bộ công an về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong sự việc đó có cả một nữ đội hình sự chống ma túy Công an Hải Phòng với tang vật tại hiện trường là 0,13 gram kentamin và một số tang vật khác. Mới đây nhất vào ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin cán bộ công an ở Hà Nội dùng ô tô công an phường để chở ma túy. Bản tin cho biết Viện Kiểm soát Tối cao của ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong đó có các bị can Nguyễn Văn Hưng và Hà Minh Đức là cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng trực tiếp sử dụng ô tô để đảm bảo trật tự tại cơ quan công an để vận chuyển ma túy đi cất giấu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đặt câu hỏi tại sao lực lượng nhân danh, thanh kiếm và lá chắn của chế độ với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc, dột xuống và đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn. Ngành công an dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự tất khuất trong các vấn đề liên quan việc buôn bán chất cấm. Điển hình như việc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 4 tiếp viên của Vietnam Airlines mang theo 11,4 kg ma túy trong hành lý. Vụ việc này được truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi. Nhưng sau khi phía hải quan bàn giao 4 tiếp viên này cho cơ quan công an, thì công luận bất ngờ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 nghi phạm này. Theo giới phân tích, Tổng Bí thư, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát với chế độ công an trị, nhằm giữ vững an ninh chính trị để tiếp tục duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của cán bộ chiến sĩ trong ngành công an, về đông về số lượng nhưng không đảm bảo chất lượng. Đó là lý do lực lượng công an vi phạm pháp luật tràn lan, mang tính hệ thống như đã thấy. Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa 12 ông Trần Quốc Vượng đã từng phải cảnh báo về sự tha hóa biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ. Theo ông Trần Quốc Vượng nói, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi.
chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Dư luận xã hội thấy rằng ý kiến vừa kể trên của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm cần nghiêm túc suy nghĩ và giải quyết. Đồng thời, công luận yêu cầu ông Tô Lâm cần phải trả lời cho người dân được rõ ai và vì đâu lại để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng và kéo dài đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin tình trạng buôn bán sử dụng chất cấm trong ngành công an, ai phải chịu trách nhiệm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.